Rồi, ăn đèn thuốc được gà, xin kính chào tất cả các anh em. Chúc anh em một ngày mới nhiều may mắn và thành công. Hôm nay cũng làm lại cái clip giới thiệu lại sản phẩm dành cho những anh em nào con gà mình chuẩn bị vào chế độ thay lông. Thì anh em muốn nó rụng nhanh, muốn ra nhanh và lông chắc bóng thì các anh em sử dụng thuốc này đó để hỗ trợ. Đó, này là chia thuốc kích lông của Thái. Thì anh em nào mà xài rồi thì nhìn nó biết liền. Thì số điện thoại em là 0362385669. Anh em nào gần nhà á có thể trên là nhà lấy thuốc cho mau lẹ đỡ tốn tiền ship. Và anh em ở tỉnh xa thì anh sẽ ship hàng theo đường bưu điện cho anh em. Em sẽ nhận được hàng trong vòng 2 đến 3 ngày tùy theo cái việc anh em ở. Thì mua hàng mà đang với đơn hàng từ 500 đổ lên thì anh sẽ bao ship, với 500 anh em thì chịu tiền ship là 30k một lần ship. Thì anh em gom sao biết 5 7 lộ thuốc, 3 4 lộ thuốc hay là 1 lộ thuốc gì đó, từ 500 đổ lên thì em sẽ bao ship. Thì em chuyên bán lộ thuốc nuôi, thuốc ốp, thuốc combo cắt tóc hay là cựa, nghệ, đá mài có đầy đủ, nguyên một bộ combo đầy đủ phụ kiện cho anh em từ đầu đến từ đầu chế độ nuôi tới mà mình thi đấu được. Rồi nói về sản phẩm thuốc kích lông này thì anh em biết rồi, cái cọng lông con gà thì nó như là từ cái phần thành phần canxi nó nhiều, nó thiên từ xương nó đi ra, nên anh em những khi mà bắt đầu cọng lông thì các anh em có thể nhổ lông mình, nhưng mà hạn chế nhổ lông cánh, lông đuôi. Thì các anh em khoảng thấy nó rụng lông thì khoảng 10 ngày nửa tháng gì đó, các anh em thấy nó nhóm chừng lông đuôi các anh em phải nhổ, đừng nhổ sớm quá. Nhiều khi gà nó ê mình, nó si, gà khỏe mạnh thì không nói gì đó. Chuẩn bị sắp tới nè, mùa mưa tới nè, nhiều khi gà nó si các anh em nhổ nó bị thốn mình quá, rồi mưa tới nó lạnh lẽo đồ này kia, đủ thứ chuyện. Gà các anh em dễ bị mai mốt nó thay lông xong dễ bị tình trạng gót lắm. Với lại các anh em hay nhổ lông cánh rồi, nó thốn lắm á. Đó, thì các anh em muốn cho cái cọng lông nó rụng nhanh thì các anh em cũng sử dụng thuốc này. Rồi các anh em muốn ra lông nhanh thì các anh em cũng vừa sử dụng thuốc này. Tùy theo cái thời điểm, thí dụ như đang rụng lông thì các anh em uống này vô là khoảng 30 viên. Còn những con gà đang ra lông, tùy theo con gà nó ra cọng lông được bao nhiêu, gan khúc dày hay là ngân khúc dày. Đó, tùy theo lông mình, lông mã nó ra như thế nào thì các anh em mới có hướng là như là sử dụng 15 20 viên gì đó, tùy theo cái thời điểm. Cái này thì sử dụng được cho gà tre, gà chà, gà nội luôn. Thì các anh em biết rồi, khi mà thay lông thì gà cần rất nhiều canxi, mà thiên về thành phần nói chung là bổ lông đi. Nó máu thì bổ máu, thịt gân cốt thì bổ gân cốt, thì này là bổ lông. Khi mà bình thường các anh em không sử dụng thuốc, ăn uống các chất dinh dưỡng vô thì các chất dinh dưỡng đó nó sẽ đi nuôi cái cọng lông, nó không có nuôi gà. Bởi vì nhiều khi các anh em thấy gà mà đi nó thay lông đốm nhôm nhất à. Rồi khi mà cọng lông nó ra gần đủ á, các anh em cũng cho ăn cái chế độ đó thì gà nó ăn nhiều, thành gà nó mập. Đó, có anh em nào nuôi gà thay lông xong mập không? Mập mỡ luôn, chứ không phải mà mập mà lên ký thì không nói gì. Khi mà thay hình thì nó sẽ lên một vài lạng đó, nhưng mà nó chắc thì khác, mà nó mập mỡ thì khác. Ở đây nè, thành phần thuốc đây nè, magie, kẽm, nhôm, đồng, axit gì cái gì đó. Nói chung là nó thiên về bổ mà gân cốt. Những thành phần này là cũng như những thành phần kim loại á, mà một thành phần nào đó trong cái giới hạn cho phép để mà nó bồi bổ cọng lông, nó để cho mà chắc cọng lông nè, ga cọng lông nó bóng nè. Bởi vì xương mà cái này sẽ biết mà, con người cũng vậy, vậy cũng có những cái chất đó, nó mới bồi bổ chỗ này chỗ kia. Đó, uống vô thì khi mà con gà có anh em sử dụng thuốc, cái anh em cho ăn uống vô thì cái những cái thành phần chất dinh dưỡng đó nó sẽ đi nuôi cọng lông với một phần nào đó thôi, còn bao nhiêu nó sẽ nuôi cơ thể. Bởi vì lúc đó con gà của anh em ăn uống sẽ mạnh khỏe, con gà mạnh khỏe ăn uống nhiều, ăn uống điều độ hơn bình thường đó. Khi mà anh em không sử dụng thuốc thì giá thành nó rất là rẻ chứ không có mắc gì. Một dĩ này là giá thuốc dĩ đây, thì một con gà nồi thì anh em uống khoảng 25, nói chung từ 20 tới 30 viên tùy theo cái thời điểm mà mình uống. Rồi gà tre thì anh em sử dụng từ 12 đến 15 viên, nó cũng tùy theo thời điểm. Gà nồi thì uống mỗi ngày, uống mỗi ngày, còn gà tre thì uống ngày nhỏ, uống ngày nghỉ. Đó, các anh em uống đi. Những con gà nào mới rụng lông không, các anh em uống vô tuần lễ là sẽ thấy nó rụng lông trắng luôn, chứ không nói gì chứ. Bình thường các anh em sẽ khoảng một thời gian như 20 ngày, 30 ngày, lúc đó nó mới rụng lông mình nhiều. Đó, thì khi mà sử dụng thằng này thì nó rụng lông nhanh. Mai mốt khi mà nó ra cọng lông á, nó ra nhanh mà nó ra đều cọng lông gà anh em. Cái anh em cầm cọng lông rất là chắc, với lại nó rất là bóng con gà, rất là bóng lông. Đó, một dĩ giờ là 35, còn một hộp giờ 12 dĩ nha.
hộp 12 dĩ là 400k nha anh em. Đó thì mua hàng nào trên 500 thì em sẽ bao ship, với 500 anh em thì chỉ tiền ship. Đó thì đó là vấn đề bên em sử dụng và mà đã bán một thời gian rất là lâu, được anh em hưởng ứng cái này rất là nhiều. Với lại trên thị trường rất là nhiều người bán cái này chứ không phải mình em. Đó, công dụng em có nói quá đắt gì. Bởi vì nó giúp con gà mình nó ra lông rất là nhanh. Đó, thì cái này cũng giới thiệu cho anh em nào chưa xài thì có thể xài thử. Đó, còn anh em nào ở Sài Gòn có thể tiếp tục ủng hộ em ha. Rồi các anh em có loại xài thuốc nào á thì nếu mà biết rồi thì có thể đặt trực tiếp ủng hộ em. Còn anh em nào chưa biết thì có thể alo em sẽ tư vấn anh em một vài loại thuốc. À, còn trước khi muốn mua thuốc gì thì các anh em tìm hiểu sơ sơ cái đi. Rồi mình có cần cái thuốc đó rồi điện alo, giờ tôi thấy thuốc đó đó sử dụng như con gà như vậy đó hợp lý không? Đó, bởi vì thuốc là mỗi người bán một kiểu. Đó, mỗi người bán một kiểu, không ai bán giống ai hết trơn á, rồi tùy theo cái người nữa. Mỗi người có một cách hướng dẫn riêng chứ không ai hướng dẫn giống ai. Đó, tùy theo anh em. Thuốc này là thuốc dành cho chiến kê mình. Thì anh em nên lựa chọn những chỗ uy tín mà các anh em mua ha. Rồi chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong clip mới nhất. Mong là clip sau sẽ được anh em hưởng ứng nhiều hơn. Chào anh em.